Đây là bộ đế tách nhiệt K85 hỗ trợ cho XS, XS Max và 11, 11 Pro, 11 Pro Max. Và thêm một đế này là đế đế hỗ trợ làm Face ID, tách cụm Face ID, tách các linh kiện Face ID. Thì đây là cái vị trí làm nóng của nó sẽ có thể hỗ trợ rất nhiều máy, có thể đặt máy Android để làm ở đây cũng được ạ. Khi ta set nhiệt độ lên xuống này, giữ và bắt đầu chạy. Đấy, nhiệt độ môi trường bắt đầu chạy này. Thì các bạn để đế lên và khóa cái đế này lại, khóa rất là dễ dàng. Rồi, đấy, thay đế thì các bạn gạt ra và